Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà ô tô đỗ cổng với thiết kế vô cùng hiện đại, 34m², xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ trước nhà 2m rưỡi, cách có 20m là ra tới đường ô tô đi lại được. Thiết kế của ngôi nhà rất là hiện đại mới nhất ở bây giờ và thiết kế công năng sử dụng vô cùng hợp lý, 4 phòng ngủ rất là rộng. Căn nhà này vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể thì nó gần với lại trường Đại học Phenica, gần Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với lại trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa. Tiện ích giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp cho quý vị nào ở Hà Đông đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị có thể đi làm theo trục đường bến xe Yên Nghĩa đi lên theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Phần mặt tiền của ngôi nhà được 3m1. Và cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, thiết kế hoa văn rất là hợp lý, và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn nhà 34m², diện tích không nhỏ nhưng thiết kế của ngôi nhà thì cũng là rất là ok mọi người ạ. Tầng 1 ở đây, ngoài năng đứng là phần phòng khách của ngôi nhà với phần hoàn thiện hiện đại, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở đây thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một chiếc đèn chùm rất là xinh xắn. Hệ thống trần phào, chỉ phào đây đều được thiết kế lắp đặt xong hết. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này theo hiện trạng là mới tinh hoàn toàn, vừa mới xây xong và vừa mới hoàn thiện xong. Phần phòng khách đây, quý vị thấy không? Cái phần thiết kế cũng như là cái gạch lát nền thiết kế rất là hợp lý, gạch 60-60. Thậm chí là còn để một chiếc chiếu nghỉ ở đây rất là hợp lý. Đó. Với cái căn nhà này thì nó nằm ở trên mặt ngõ nhưng mà nó không phải là mặt ngõ thông mọi người nha. Đó, ngoài cái phần phòng khách thì chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng một phòng bếp ở đây. Một phòng bếp này sử dụng, nói chung là dành cho một hộ gia đình thì rất là ok. Tủ bếp thiết kế đầy đủ cho quý vị, tủ gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh mặt bếp thì ở đây ốp đá granite. Rồi là xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, chậu rửa vòi, rửa chất liệu 304. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong. Ở đây có 3 căn, đã bán 2 và còn 1 thôi mọi người ạ. Đã bán 2 và còn 1 căn, giá bán thì chỉ hơn 2 tỷ một căn, 2 tỷ một chút xíu thôi. Phần giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận để quý vị có thể tham khảo. Căn nhà này thì có ô cửa sổ thoáng hướng ra phía đằng sau này. Đó, để mở được cửa sổ ra nấu ăn mọi cái rất là thoáng. Trong đây là phần không gian phòng bếp. Diện tích không nhỏ, không phải là quá lớn, nhưng mà cái phần thiết kế công năng sử dụng thì theo em cảm nhận là cái căn nhà này thiết kế rất là tối ưu, 4 phòng ngủ rộng, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Tầng 1, ngoài ra thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước, tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thì đã có bể ngầm 2 khối 8 ở phía dưới tầng 1, đồng thời là có một bồn nước một khối ở trên tầng 4 rồi mọi người nha. Và ở đây là hệ thống máy bơm nước lên trên các tầng. Tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ cổ trụ cầu thang, cũng là thiết kế là gỗ, và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của mới nha. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ trước và sau, cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở bên trong mọi người nhé. Đầy đủ cửa sổ thông thoáng hướng ra phấn đằng sau. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Phòng ngủ đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Trần phào, tất cả các cửa thông phòng đều được thiết kế là cửa gỗ. Với diện tích 34m², thiết kế một tầng 2 phòng thì phòng ngủ của nó không quá rộng. Tuy nhiên tất cả các phòng đều là vuông vắn hết mọi người ạ. Và cái căn nhà này mặt tiền mặt hậu bằng nhau, không lỗi phong thủy, không bị thấp hậu mọi người nhá. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Vấn đề pháp lý chuẩn chỉnh, hồ sơ giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh. Với cái giá bán hơn 2 tỷ có hỗ trợ cho ngân hàng đến 80% giá trị của ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá. Tại thời điểm này thì cái lãi suất tiền gửi nó cũng không quá cao và cái lãi suất mà tiền vay thì lại rất thấp, cho nên quý vị có thể tham khảo mua nhà tại thời điểm này được rất nhiều ưu đãi lợi thế về cái lãi suất ngân hàng. Hỗ trợ cho vay tối đa dài hạn nhất là 35 năm và với cái lãi suất thì thấp nhất là từ 7.0 đến 7.5 mọi người nhá. Đó. Đây, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Đây. Chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cho quý vị này. Hệ thống sen, cây tắm, bồn cầu, lavabo,
và gương tặng ở đây mọi người ạ. À, hiện đại cực kỳ luôn. Đây là gương điện nhé mọi người nhé. Đây là bồn cầu, đây là lavabo bàn đá. Thiết kế nói chung là với một cái ngôi nhà chỉ hơn 2 tỷ, thiết kế rất là đầy đủ công năng cũng như là cái đồ vệ sinh, trang trí, trang bị, cái chất lượng của nó cũng khá là ok. Và mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cho nên ngay từ đầu bên nhà tốt chia sẻ với quý vị là cái ngôi nhà này 34m, xây 4 tầng, thiết kế được 4 phòng ngủ. Tầng 2, tầng 3, mỗi tầng 2 phòng ngủ trước, sau, thiết kế giống nhau. Đó. Thiết kế giống nhau, phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 của ngôi nhà. Tất cả các thiết bị vệ sinh, công năng đáp ứng cho quý vị sử dụng theo từng tầng đều là đầy đủ. Và mời quý theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4 nhé. Trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và trên tầng 4 thiết kế như sau. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ rất là rộng, hoặc là quý vị có thể ngăn ra làm thêm phòng làm việc, kho để đồ. Nói chung có như thế nào thì nhà tốt quay review chuẩn chỉnh cho quý vị là như vậy. Đây, phần còn lại sân phơi, ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống cầu thang. Và phần sân phơi đây, thưa quý vị. Quý vị có thể nhìn xung quanh của nhà, dân cư đông đúc. Nó nằm ở trong khu dân cư đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện, hàng xóm thân thiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, ban giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.